Tư vấn nghề nghiệp giúp học sinh định hình được khả năng thực sự của mình dựa trên cơ sở đam mê, sở trường, sức khỏe và năng lực cũng như hoàn cảnh kinh tế gia đình, giúp các em hình dung cơ hội việc làm sau này cũng như những điều kiện cần và đủ để có thể gắn bó và thành công với nghề đã chọn. Vì tầm quan trọng trên, huyện Xuyên Mộc vừa tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn huyện đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không vào học trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Chương trình có sự tham dự của các chuyên gia tư vấn, trưởng phòng tuyển sinh và đào tạo các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, năm học 2022-2023, toàn huyện có hơn 300 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn tiếp tục học lớp 10. Chọn giải pháp vừa học nghề vừa học văn hóa là băn khoăn của nhiều học sinh và phụ huynh. Vì vậy, khi tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp lần 2 do Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức, các em và phụ huynh đã nêu nhiều câu hỏi, những thắc mắc về ngành nghề đào tạo ở các trường trung cấp, cao đẳng, liên thông, việc học nghề ngắn hạn cũng như quyền lợi của học sinh khi tham gia học tập, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các câu hỏi đều được bộ phận tư vấn tuyển sinh của các trường hỗ trợ giải đáp hoặc cung cấp thêm thông tin cần thiết, giúp các em và phụ huynh có định hướng đúng đắn và đưa ra quyết định chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Em đang được tư vấn ngành nghề công nghệ kỹ thuật với cả trường Đất Đỏ. Là em dự định là sẽ học trường Đất Đỏ tại vì nó có kiểu được miễn học phí, miễn ký túc xá, đồng thời nó có thể học được văn hóa bằng có luôn cỡ bằng cấp 3, là sẽ giúp cho em được giúp cho em về sau. Em được thầy cô giới thiệu về hội hướng nghiệp lần 2, em đã có đi lần 1 rồi. Em có nguyện vọng mong muốn học nghề hàng và nghề chế tạo khuôn mẫu. Tôi đưa con tôi tới hội trường để tư vấn về cái ngành nghề cho con. Thì tới đây thì cũng đã được các nhà đã tư vấn rồi. Thì con nó cũng chọn cái nghề của nó. Nhưng mà bây giờ thì tôi cũng đang bâng khuâng là cái chỗ ở, và cái học phí, là cái chỗ sinh hoạt của cháu như thế nào. Tôi đã được tư vấn rồi. Cái buổi tư vấn này, các trường giới thiệu rất là nhiều về cái buổi mình như thế này. Thì tôi đánh giá là cũng rất là đạt. Đến thời điểm này đã có gần 90 học sinh của huyện Xuyên Mộc sau tốt nghiệp trung học cơ sở đăng ký vào học nghề tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu. Một số khác chọn trường Cao đẳng Nghề Du lịch, Cao đẳng Dầu khí, Cao đẳng Quốc tế Vabis, trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa, trường Cao đẳng Lila Ma 2. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương nhằm góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, tạo cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà soát, tuyên truyền để các em định hướng nghề nghiệp đúng đắn phù hợp. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đang đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên với tổng nguồn vốn hơn 28 tỷ đồng, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ học hành và nghề nghiệp tương lai của mình. Sau cái buổi tư vấn hướng nghiệp này, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm lại tình hình các em đi vào các trường nghề. Số còn lại nếu mà không đi vào các trường nghề, chúng tôi sẽ thành lập các đoàn để trực tiếp xuống tới tận gia đình các em để nắm lại tâm tư, nguyện vọng và cái nguyện vọng của các em đi học cái gì, làm nghề gì, hoặc là hoàn cảnh gia đình, hoặc là các em đã học cái nghề gì rồi, không đi vào các cái trường nghề và các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh. Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động quan trọng cần thiết giúp các em học sinh, nhất là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, có định hướng tốt hơn cho chặng đường phía trước của mình, vừa đảm bảo chương trình học văn hóa, vừa trang bị kỹ năng nghề để các em tạo lập tương lai, hướng nghề định nghiệp cho bản thân là một hành trình dài. Chọn đúng nghề, làm đúng nghiệp sẽ giúp cho cuộc sống của các em vui vẻ và hạnh phúc hơn.